Xuất phát từ bản mod trong StarCraft cho đến nay, trải qua hành trình trên dưới 2 thập kỷ, dòng game MOBA vẫn giữ được cho mình một sức hút khổng lồ, là một trong những thể loại trò chơi được yêu thích bậc nhất thế giới. Chính vì thế mà có rất nhiều nhà làm game nhảy vào khai thác mảnh đất đầy màu mỡ này. Hàng loạt trò chơi thể loại Multiplayer Online Battle Arena cứ được cho ra lò mỗi năm, tăng sức cạnh tranh trong các thị trường lên cao hơn bao giờ hết. Thế nhưng đến hiện tại, tính riêng với các game phát hành trên PC, chỉ có hai trò chơi thực sự thành công với dòng game này, đó là Dota 2 và League of Legends. Tuy nhiên, trong khi Dota 2 đã có xu hướng co cụm cục bộ, tỏ ra âm thầm hơn đối thủ, thì Liên Minh lại vô cùng cởi mở, phủ một tầm ảnh hưởng rộng khắp thế giới. Và cho dù chúng ta không phải là một người thích chơi game, cũng đã từng nghe qua cái tên Liên Minh Huyền Thoại. Cho dù tựa game MOBA đỉnh cao nhất trong lòng mỗi người là sản phẩm của nhà Valve hay Riot, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng Liên Minh Huyền Thoại là một trong những tựa game xuất sắc nhất mọi thời đại, là rừng cột định hình thể thao điện tử thế giới, cũng như có được sự hưng thịnh thách thức thời gian. Vậy điều gì đã tạo nên thành công vững bền cho Liên Minh Huyền Thoại như vậy? Thừa hưởng từ người đi trước. Bên cạnh những nỗ lực của đội ngũ phát triển cũng như nhà phát hành mà chúng ta sẽ đề cập trong phần sau video, thì phải nói rằng League of Legends cũng vô cùng may mắn khi thừa hưởng được tinh hoa của những game đàn anh đi trước như StarCraft hay WarCraft. Cho đến nay, cái gốc thật sự của Liên Minh vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng chúng ta vẫn sẽ giữ quan điểm rằng trò chơi được lấy cảm hứng từ hai người đàn anh chiến thuật thời gian thực kể trên, là thành quả của quá trình được trau chuốt từ những bản custom được đăng tải trong cộng đồng Dota. Nhờ đó, hệ sinh thái Liên Minh Huyền Thoại xây dựng trong game hiểu một cách sâu xa là kết tinh chất xám của rất nhiều game thủ và lập trình viên cả trong lẫn bên ngoài đội ngũ của Riot Games. Từ gameplay, chế độ chơi cho đến những hình ảnh hiệu ứng, bản đồ, vật phẩm hay tướng, tất cả đều được phát triển dựa trên một nền tảng vững chắc từ những người đi trước, giúp cho Liên Minh không tốn quá nhiều thời gian để hoàn thiện mình, để viết nên cốt truyện cho từng vị tướng, tạo nên đa dạng chế độ chơi, cũng như chọn được một định hướng đúng đắn cho hành trình dạo phía trước. Bản thân Riot cũng rất may mắn khi chiêu mộ được Guinsoo, người đã rất giàu tâm huyết và kinh nghiệm với Dota All-Star trước đó và cũng cực kỳ nổi tiếng trong giới Underground MOBA. Thế nên, khi Liên Minh Huyền Thoại vừa ra mắt đã tạo được độ uy tín và thu hút đông đảo game thủ trải nghiệm. Ngay cả quả phốt ăn cắp chất xám của Pendragon cũng vô tình trở thành động thái PR ngược đầy hiệu quả, đưa danh tiếng của League of Legends vươn xa hơn. Đặc biệt, những Warriors, World College, Legend Never Die cho đến KDA, Burn It All Down đã chiếm trọn cảm tình của những người yêu âm nhạc, bởi nó là phần không thể thiếu qua mỗi năm của Liên Minh Huyền Thoại, mang đến nhiều cảm xúc, vươn rộng ra khỏi biên giới của một trò chơi. Ngoài ra, Riot Games cũng rất biết lắng nghe những góp ý từ game thủ để hoàn thiện con cưng của mình hơn, cũng như nắm bắt được thị hiếu người chơi. Từ việc không nâng mức phạt thoát trận, tung ra những bộ skin phù hợp cho từng thị trường, cho đến làm lại những tướng lỗi thời. Những điều đó tuy không hẳn là lớn lao, nhưng lại chiếm được cảm tình của đại đa số game thủ. Hoạt động eSports sôi nổi. Để có được một sức bền bỉ đáng khâm phục như vậy đối với một tựa game, hoạt động thể thao điện tử là không thể thiếu. Đây lại là một điểm cộng rất lớn nữa của Riot. Mặc dù nếu so về tiền thưởng, các giải đấu trực thuộc hệ thống eSports của công ty này vẫn thua kém Dota 2, nhưng về quy mô cũng như chất lượng chuyên môn thì phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Hệ thống giải đấu Liên Minh Huyền Thoại đã có một mạng lưới bao phủ thế giới với 12 khu vực, gồm LEC, LPL, VCS, PCS, LCS, LCK, LCL, TCL, LLA, LJL, LCL, CBLOL. Cùng với đó là các giải đấu quốc tế như chung kết thế giới, MSI, All-Star hay Red Rival. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, mang tính cạnh tranh lành mạnh, đồng thời tạo dựng sân chơi kết nối hàng triệu người đam mê trò chơi MOBA này. Mặc dù trình độ giữa các khu vực vẫn có sự chênh lệch lớn, nhưng sức hấp dẫn của bộ giải đấu vẫn là rất cao. Với tiềm lực tài chính khổng lồ, mỗi kỳ chung kết thế giới vẫn luôn được Riot chăm chút kỹ lưỡng, từ hoạt động truyền thông, công tác ghi hình, hỗ trợ các đội tuyển cho đến dàn dựng sân khấu, và đặc biệt là số tiền thưởng tăng dần theo năm tháng, đến nay đã chạm mốc 2.225.000 đô. Mỗi giải đấu quốc tế như vậy thu hút lượng lớn người xem, mà như trận chung kết thế giới 2021 vừa qua, xác lập kỷ lục hơn 4 triệu người theo dõi, tính riêng trên một kênh phát sóng. Sức hấp dẫn vĩ mô như vậy nên không khó hiểu khi các giải đấu trong hệ thống luôn có được những bài học đồng tài trợ khủng, thúc đẩy cả ngành công nghiệp thể thao điện tử phát triển trở thành đầu tàu của ngành eSports. Hơn thế nữa, League of Legends cũng tạo được cho người xem những cảm xúc, những kỷ niệm khó phai hệt như trong bóng đá,
so sánh một môn thể thao điện tử với một thể thao vua quả là khập khiễng. Nhưng phải thừa nhận, Liên Minh đã cho tất cả chúng ta cùng khóc, cùng cười, sung sướng hay hụt hẫng, nhìn thấy được những huyền thoại vạn người yêu mến, những tượng đài bất diệt mãi trong lòng những thế hệ người chơi. Cũng chính trò chơi MOBA này đã có phần rất lớn thay đổi định kiến xã hội dành cho game thủ. Chẳng biết từ bao giờ, những gã kính cận trong Uli với đôi bàn tay nhanh nhẹn, lướt trên bàn phím và ba chuột lại trở thành những thần tượng, những tấm gương cho hành trình nỗ lực vươn lên, cho sự bản lĩnh, dám ước mơ, dám thực hiện. Liên Minh nhờ thế mà hòa vào văn hóa đại chúng, gần như trở thành một thứ tôn giáo ở một số quốc gia, chiếm lĩnh được đa dạng thị trường. Đây chính là một trong những điều mà Liên Minh làm tốt hơn Dota. Bên cạnh việc tỏ ra cởi mở, thân thiện với newbie, đội ngũ phát triển của Riot đã xây dựng sản phẩm của mình theo hướng đa văn hóa, đa dạng sắc màu, hình ảnh phong cách cel shading, đậm chất hoạt hình tươi sáng. Chính nhờ điều này mà Liên Minh dù có xuất phát điểm tại Mỹ nhưng rất được lòng người châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. 12 khu vực trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, 8 triệu người chơi mỗi ngày, 100 triệu người chơi mỗi tháng là những con số không hề biết nói dối khi nhắc về độ bao phủ của tựa game. Thêm vào đó, với việc luôn lắng nghe ý kiến người chơi, Riot rất biết cách điều chỉnh sản phẩm của mình cho phù hợp với từng server. Nên dù là Âu Mỹ hay Á Châu, Liên Minh huyền thoại đều có thể chiều lòng game thủ trọn vẹn. Lượng người chơi đông đảo sẽ tỷ lệ thuận với doanh thu khổng lồ qua nhiều năm. Vì vậy mà không một tựa game mới nổi nào có thể bắt nạt được đứa con của Riot. Cuộc đua với Dota 2. Coca-Cola vs Pepsi, Ronaldo vs Messi, Marvel vs DC, Nike vs Adidas. Những cuộc chiến sâu mã từ hai thế lực đối địch như vậy luôn tạo dựng được một sức hút mạnh mẽ đến lạ thường. League of Legends vs Dota 2 cũng như vậy. Chúng ta sẽ không ngồi đây để tranh luận game nào hay hơn, bởi hướng phát triển của hai game hoàn toàn khác nhau, đối tượng nhắm đến cũng khác nhau. Nhưng phải nói rằng, sự cạnh tranh là có lợi cho tất cả các bên. Trong khi người chơi luôn được thưởng thức trò chơi trọn vẹn đỉnh cao, hoàn thiện nhất thì Dota 2 cũng như Liên Minh tạo được sự chú ý rộng rãi, tiếng vang lan khắp cộng đồng game thủ. Dù là fan của tựa game nào thì chúng ta đều sẽ biết tựa game còn lại, cũng như kích thích sự tò mò của những newbie trung lập muốn trải nghiệm cả hai trò chơi để biết vì sao chúng cạnh tranh và cạnh tranh như thế nào. Và đó chính là thành công của đội ngũ PR. Ngoài ra, việc Dota 2 tỏ ra hardcore, phức tạp, độc đáo hơn cũng giúp Liên Minh hưởng lợi khi mà những tựa game về sau này được xây dựng để phát triển trên mobile sẽ chọn Liên Minh huyền thoại làm nguồn cảm hứng chính. Đấu trường chân lý, Liên Quân, Vương giả Vinh Diệu, Mobile Legends, tất cả dù không thừa nhận nhưng vẫn khiến người chơi nhìn thấy dáng dấp đâu đó của Liên Minh trong tạo hình, trong gameplay, giúp giá trị và uy tín của tựa game càng tăng lên. Một game eSports có thâm niên hơn một thập kỷ như Liên Minh huyền thoại, việc lý giải thành công chỉ với vài luận điểm trên video có lẽ là không đủ. Nhưng qua những gì Cam Thể Thao đề cập, chúng ta đã có được một cái nhìn tổng quan. Mặc dù đã gặp một vài khó khăn với sự vươn lên của các trò chơi trên mobile và console, nhưng chúng ta cũng không thể nào bảo rằng League of Legends đã dần suy tàn. Mong rằng trong tương lai, Riot Games sẽ tiếp tục có những chiến lược hợp lý để Liên Minh huyền thoại có những bước phát triển ấn tượng hơn, vẫn sẽ là trò chơi huyền thoại và là biểu tượng của eSports thế giới.